Thưa quý vị khán giả, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định khởi tố Vũ Văn Tuyên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thủ đoạt bán thiên thạch giả. Được biết thì Tuyên có một tiền án về tội này ra tù vào năm 2016. Ở tỉnh Hà Nam có hai người đã mất trắng 160 triệu đồng khi mua thiên thạch giả theo lời dụ dỗ của đối tượng này. Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 4 năm 2023, Vũ Văn Tuyên, sinh năm 1962, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đã rao bán thiên thạch giả. Để tạo lòng tin cho khách hàng, Tuyên đã dùng các thủ đoạn vô cùng tinh vi, làm giả thiên thạch bằng nhựa xốp, băng dính màu đen. Đồng thời, Tuyên cũng quay các video giới thiệu một số tính năng đặc biệt của thiên thạch, như nổi lơ lửng trên mặt nước, làm rãng nước, dở gương để gửi cho các bị hại. Tuyên yêu cầu người mua đặt cọc mới cho xem trực tiếp thiên thạch. Sau khi nhận 160 triệu đồng của hai bị hại, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Tiên sử dụng tiêu xài cá nhân.